đồng, sắc hương đắm đuối lúc cả chim muông. Trong em đâm thắm như một cánh hồng, nữa là về bên anh là cái nóc có lẽ im hơn. Nhìn em 2-3 phút sao mà u mê, đêm nào mơ đã cùng đến lúc ta thành phu thê. Nét quê nhưng mà em vẫn nuột nà, da ngầm mắt biết ai nhìn mà không yêu. Em là một đóa hoa hồng không phong vấn đẹp tự nhiên, tới nay kênh duyên chưa qua một mối tình. Mà anh ơi nếu anh có ưng tình em, có hơi tưng tưng nắng mưa, mưa nắng thất thường lắm. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng, hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đây chi nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đông ngày vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng. Mặt biển lỡ làng anh có theo. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng, hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đời chi nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đông ngày vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng. Đừng để em phải trong sắc. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo.
đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp xin không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đâu. Em ơi em đừng lo kề bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng lắm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Thank you.
Thank you.
rồi nha. Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cột dây tơ xuyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh. Hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cột dây tơ xuyên hai đứa thương quán chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Chăm mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc, nặng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Chờ em theo
cũng xin phép quý ông bà, cô bác, cô hai họ. Hôm nay ngày 18-19, vợ chồng cháu Loan có gả con lấy chồng. Thì trong buổi cháu đó làm lễ gia thêm, được dự quý ông bà, cô bác, cô hai họ, nội và ngoại cùng tham dự. Thì trong buổi lễ làm lễ gia thiên tối hôm nay thì có bốn phần. Về cái phần thứ nhất, cháu nó làm lễ trước cụ quyền là ông bà quá cố. Với cái phần thứ hai, cháu nó mừng lễ ông bà cô bác hiện tại. Cái phần thứ ba thì những phần quà cho cháu trong cháu nó làm lễ gia thiên tối hôm nay. Với cái phần thứ tư là cái phần kết thúc buổi lễ. Tôi xin trả lại cái phần đầu là cái phần cháu nó làm lễ ông bà gia tiên. Thì giờ cháu gia vô xá trước cụ quyền vậy. Bốn xá không? Chú đi. Cái chai này đừng có uống à. Rồi, gia qua đây xá một xá. Rồi. Gia đang mấy đây nè. Chúng tôi thưa quý ông bà, cô bác, hai họ, nội và ngoại. Thì hôm nay cháu nó làm lễ trước ông bà gia tiên, cái đó là ông bà hiện tại. Thì cháu nó cũng nói lên lời để biết lòng trước ông bà, cô bác và cha mẹ công dưỡng sanh thành cho tới ngày khôn lớn tới ngày hôm nay dựng vợ dạy chồng là cái niềm hạnh phúc của gia đình chúng ta. Thì trong buổi lễ hôm nay được trước ông bà, nội và ngoại và cô bác, cậu mợ cùng tham dự cái buổi lễ hôm nay để con cháu nó trước kính sao mời đến quý ông bà con bác nậu và ngoại một ly rượu mừng. Trong đêm cháu nó làm lễ trước của quyền theo ông bà quá cố một ly rượu mừng và chúc cho cháu nó được 100 năm hạnh phúc. Thưa quý ông bà, cô bác, sau khi cháu nó mời những ly rượu mừng trong ngày cháu nó làm lễ ông bà cũng như là lại xuất giá đến quý ông bà, thì có tới phần thứ ba là có những cái phần quà ông bà, cô bác dành cho cháu trong đêm cháu lại xuất giá cũng như làm lễ ông bà. Kính mời ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, mấy chú bác có những phần quà cho dành cho cháu. Dặn nè, xin con gái thì giống như là hũ mắm.
sống mà nó chiêu đầu giường. Tía má sinh con, trời sinh tính khôn nhờ dạy chịu thấy đó mà lường. Khổ lắm con đã đến tuổi cặp kê, vừa sinh vừa giỏi nên có nhiều trai mê. Mà mấy thằng đó miệng lưỡi nó ngọt xớ, con phải cẩn thận kẻo mang ba lô về. Lời tía dặn luôn là chân lý tốt, chứ là không tin bố con đứa nào. Ai muốn cua con thì bước qua sát tía để tía kiểm định mọi chuyện tính sao. Con gái của tía là con gái rượu, tía kinh như chứng tía hứng như hoa. Tía má thương con đứt gan đứt cuộc, đừng làm chuyện gì để tía má lo nha. Cục về tôi con gái như là bao bối à. Như dây lúa đào cành vàng lá ngọc, bờ mi em cong cong mặt bồ câu sang trong, mà đôi môi hồng em xinh như mong. Tuy em có dần 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 là con trai thời nay như dần lắm. Cháu về qua cái phần cha mẹ này, cháu có làm đại chức cháu là có của hồi môn gì tặng cho con gì không? Tặng cái nhà. Dạ hả? À, nếu mà tặng à, tặng cái nhà bây giờ lấy giấy lấy viết làm giấy tài đâu đó rõ ràng. Để không có gì. Rồi con bà cái dĩa là lên, bà hai tay về con cuối đầu xá hai xá. Chúc mừng cái này con xá hai xá. Rồi xá hai xá. Rồi khoan. Kính thưa quý ông bà cô bác, thì những phần quà ông bà dành cho cháu đem cháu lại chức giá thay mặt gia đình cảm ơn đến quý ông bà cô bác nội ngoại và chú bác cậu mợ, và chúc quý ông bà cô bác cậu mợ xin đến tết về chúc được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và cái phần sau cùng xin đại diện thay mặt gia đình mời quý ông bà cô bác đi dùng giải lao với gia đình một tiệc rượu thân mật. Xin cảm ơn và xin chưa tìm được người nắm tay, còn tìm em trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người yêu, để đêm về lòng thôi buồn thiêu. Rước hay đẹp trai duyên lành cũng tới, vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ở bên đời.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.